Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip leo ren một em champion với đội hình over 100 nha anh em. Đó, cực kỳ là khủng khiếp. Thì cái đội hình này á thì có 5 con Remaken quá là ngon, đó là Henry nè, Raika nè, Ballas, Rio Ferdinand và Campani, cực kỳ là ngon nha anh em, cực kỳ là ngon luôn. Đó, chỉ có khuyết cái vị trí RB thôi. Thì RB chắc tí nữa mình thay một con nào đó vô thay cho con Arozo để cho nó hợp lý hơn để mình đá. Đó, và cho anh em xem cái hình over 100 thôi. Cái hình này á mình đã gọi review bên kênh VMT Review FC3 cho anh em rồi. Anh chưa xem á thì qua xem lại ha. Còn hôm nay mình làm clip là leo rank anh em, leo rank một em champion cho anh em. Đó, bây giờ mình cho con Waker vô để nó hợp lý hơn, RB anh em. Thì chúng cho anh em xem thôi, chứ nó rớt một over 99 không sao anh em. Mình quan trọng là mình trải nghiệm là chính, cho anh em thấy là chính. Đó. Thì cái kênh của mình hôm nay á, tại vì do là mở bắt quá nhiều rồi nên lại thay đổi xíu anh em. Mình sẽ gọi là leo rank champion bằng cái hạt này để thay đổi không khí chút. Còn lát nữa mình sẽ làm một clip mở bắt tiếp luôn anh em, nhưng mà bên kênh VMT Review FC2. Anh em nhớ qua kênh đăng ký giùm mình ha. Qua kênh đăng ký ủng hộ mình bên kênh đó. Kênh đó thì mình chuyên review anh em, lâu lâu mình mở bắt chơi bên đó thôi. Thì ok anh em, bây giờ chính là cái gì? Vô đá leo rank champion với đội hình over 100 này. Đó, đây anh em, bây giờ mình vô mình đá ha, trận cuối cùng leo rank champion. À, thật sự leo rank champion á cũng không phải là gì ghê gớm anh em, thật sự luôn. Nếu mà anh em đá có kỹ năng tốt không gì ghê gớm hết á, quan trọng leo tốt mới là ghê thôi. Tại vì mình leo rank vậy cho anh em thấy, để động lực cho anh em, những anh em nào mà gọi là kỹ năng chưa tốt thì cứ tập giờ từ từ leo lên anh em. Chứ nhiều anh em gọi là cầm đội hình tốt, đội hình mạnh nhưng mà leo lên không được anh em, lên champion không được. Thật sự không phải chê gì anh em, nhưng mà nguy hiểm quá, không có gì chạy, nguy hiểm không được, nguy hiểm xuống không được. Mình đang nói với anh em nhưng mà đội bạn nó tấn công anh em, nguy hiểm quá, thôi tập trung vô anh em thôi, tập trung vô đá thôi. Trận cuối rất là căng thẳng. À, vô kèm vô, đúng rồi, mèo đi thăm, nguy hiểm quá, sút không được, sút đội bạn mới vô ép rất là nguy hiểm anh em. Mình đo tập trung nói chuyện với anh em nên không có gọi là tập trung đá được. À, bây giờ vô. À, đây Mohamed Salah phản công. Mohamed Salah sẽ làm gì đây, tốc độ của Mohamed Salah, chuyền vào đánh đâu không được, mình phản công lên ấy, một pha phản công lên, tiếp tục hay lắm. Bellingham, con là Bellingham, Rafinha không được rồi, vẫn còn. Rồi bạn đang phối hợp rất hay. Rồi bạn mới vô có những pha cực kỳ là nguy hiểm anh em, nhưng mà đâu mình không tập trung vô là mất banh lên. Henry, đúng rồi. Ronaldo. Không được rồi, một pha nhẹ banh của Ronaldo cho đồng đội nhưng không thành công rồi. Vieira. Vẫn còn. Hay lắm. Vinicius. Malen. Bellingham. Rafinha sẽ làm gì đây Rafinha? Vẫn có Tevez. À, đội bạn đang dùng Tevez anh em. Tevez tiền đạo Tevez. Vẫn còn. Tôi bên kia ra. Không được rồi. Phật bàn rồi, phạm lỗi rồi. Trận đấu là diễn ra khá căng thẳng anh em. Diễn ra khá căng thẳng. Với những pha gọi là tranh chấp của một chiến sân rất là quyết liệt. Phật bàn rồi. Lại phật bàn nữa. Rafinha. Của mình đi lên bàn này hay lắm. Vẫn còn Henry. Ronaldo. Thì còn kết thúc anh em. Trận đấu thì gọi là diễn ra khá là cân bằng. Mình chưa có thật sự là một pha nào nguy hiểm hết. Thì một trận có rất là nhiều. Đội bạn mới vô gọi là tấn công rất là nhiều. Nhưng mà không sao anh em, cứ bình tĩnh hiệp 2. Vẫn còn một hiệp 2. Anh em thấy không, đội hình rất mạnh nhưng mà gọi là sao, lên champion cũng là rất vất vả. Đá hiệp 1 rất là căng thẳng, anh em thấy không. Chưa có gọi là tình huống là nguy hiểm luôn. Vậy bình tĩnh lại. Service. Đúng rồi, Mohamed Salah, Tevez, Henry, chút chạy quá, đến đâu, vào, đó là Ronaldo nó mở điểm anh em, Ronaldo tuyệt vời, đấy, một pha chuyền vô cực kỳ là chống chạy của Henry cho Ronaldo, một pha chạy trốn quá hay của Ronaldo, chọn vị trí cực kỳ tốt của Ronaldo, đây, cái này mà không chuyền vào uổng anh em, rất là uổng, Ronaldo có mình cho nó sao không chuyền được, quá tuyệt vời, mở điểm, 1-0 rồi, đây anh em thấy không, nói chung là gọi là không phải là quá nhiều tình huống nguy hiểm nhưng mà
khoảng khắc thôi. Bây giờ một khoảng khắc rồi là ngôi sao Ronaldo đã ghi bàn. Ronaldo, đấy hay lắm ông Salah. Đúng rồi, không phải Salah đấy, đây Salah nè. Đây là Salah nhưng mà không thành công rồi. Vinicius, Tevez, không phải Malen, đây Tevez đây, Tevez, mất bàn rồi, Tevez khá nhỏ con, đội bạn đang ở Racing, mình cầm bàn rất là bình tĩnh anh em. Khi đội bạn Racing mà ập cho nhanh quá anh em cầm bàn bình tĩnh nha, đừng có gọi là chuyền nhanh dễ mất bàn lắm, cứ từ từ thôi, đấy mất bàn thấy không? Một pha để bàn rất hay, xem bên kia, Raka, Ronaldo, Henry, đây là Henry. Trận đấu là diễn ra khá là căng thẳng nên mình không có gọi là nói chuyện với anh em nhiều được. Vài ca. Đấy. Mohamed Salah. Hay lắm. Plus sút sao nhẹ vậy? Trời ơi quá nhẹ luôn. Cú sút quá nhẹ rồi. Tevez. Không được. Một chuyện quá vội vàng của Tevez. Đó anh em đã phải bình tĩnh cầm banh ha. Không bao giờ anh em dễ rất là dễ mất banh luôn đó. Waker. Hay lắm. Michael Ballas. Thì vào, sút vào, đó là Raika anh em, Raika nó lần số lên 2-0, tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời anh em, tuyệt vời. Cứ đang bình tĩnh anh em, bình tĩnh truyền qua, truyền lại. Cầm bàn tốt, đó là anh em, ok anh em, thấy chưa. Đội bạn cực kỳ đã tốt nha anh em. Thấy đội bạn cầm bàn cực kỳ tốt luôn á. Đầu hiệp 1 thấy chưa, tấn công vô là phụ đau rồi. Nhưng mà không sao anh em, cứ bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, đấy phút 83 rồi. Có lẽ là trận đấu là an bài rồi, 2-0 rồi. Quá tuyệt vời anh em. Hai bàn thắng như công của Raika và Ronaldo. Đấy, hàng thủ khá tốt với Rio Ferdinand và Cavani, cực kỳ chắc chắn luôn. Đánh trận hết tất cả những pha tấn công luôn. Mohamed Salah. Hay lắm, đấy bình tĩnh cầm bàn em, không mất bàn được. 2-0 anh em, lên Champions League rồi. Đấy, đội hình đội bạn đá khá tốt nha anh em, đá khá tốt, đội hình đội bạn không bằng mình nhưng mà đá khá tốt anh em, thật sự đá tốt luôn đó. Đội bạn đã lên một em rồi. Bây giờ mình mới lên thôi. Giờ mình lên thôi anh em. Lên thôi. Yeah, lên thôi. Nhìn chung thì anh em đá lên Champions League này kỹ năng là nhiều anh em. Nhiều lúc đội hình mạnh không lên được, nhưng mà đội hình yếu lên được anh em. Vậy nó mới hay. Đó. Tùy anh em đá thôi. Thì anh em phải tập dượt rất là nhiều. Đấy, lên Champions League rồi. Tuyệt vời. Tiểu cơ anh em, bây giờ mình sẽ vô cho anh em xem lại cái đội hình như thế nào. Đây. Thì nó vòng 100 á thì phải cho con Araujo vô thì mới được. Tại mình để con Waker nó đúng vị trí hơn, nó nhanh hơn thì nó tốt hơn nè. Đấy. Thì bây giờ mình đánh giá sơ cái đội hình cho anh em ha. sơ thôi. Thì hình này thì không có gì bàn cãi anh em, thật sự là quá ok, quá ngon luôn. Quá tuyệt vời anh em, quá tuyệt vời luôn. Đội hình này mà nếu mình thay con Gullit nữa thì trời ơi, ai cần là cực bá luôn, đội hình là tuyến giữa là cực kỳ khỏe, châu bò luôn em, châu bò luôn đó. Mà con Savic cũng được anh em, Savic thì khá ok luôn rồi. Là Savic cũng khá khỏe rồi. Khá ok, hàng hậu vệ thì không bàn cãi gì được, quá ngon luôn. Chạm con Remaken nào đó bên cánh đỏ B nữa là cực kỳ ngon luôn. Hàng tiền đạo cũng ngon nữa. Nói chung là không có gì gọi là đánh giá đội hình này nó yếu gì nữa, mà hết cực kỳ mạnh, cực kỳ là khủng khiếp. Thì anh em quan trọng là kỹ năng anh em nữa, kỹ năng để anh em đá như thế nào thôi, cái hình này thôi. Chứ thật sự thì nó quá ngon rồi, quá ngon rồi. Đội hình này nạp hơi nhiều nha anh em, nạp hơi nhiều đó. Thì ok anh em, hôm nay làm clip gọi là động lực cho anh em thôi. Chứ thật sự cái này là nạp hơi nhiều á, cho anh em leo ra một em thôi. Với đội hình over 100. Đó, quá chất lượng này, quá chất lượng luôn. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký, nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.